Tiếp theo tập trước, Trung Nhạc giao lục đạo dĩ âm cho Âm Phần Huyên, nhờ Phục Thiên Hoàng Thái Tử hộ pháp cho nàng, rồi hắn cũng bảo vệ ở bên cạnh. Hắn chìm vào trầm tư. Hắn đã biết tới ba loại bí cảnh thứ bảy. Không gian bí cảnh của hắn là thuộc hệ thống thời không đại luân hồi. Thìn tú bí cảnh của Phong Hiếu Trung là đi theo con đường năng lượng của vô số bí cảnh trong cơ thể tập hợp lại làm một. Còn Âm Phiền Huyên thì là sức mạnh vạn đạo trong cơ thể tập hợp thành vạn đạo chi lực. Tiên Thiên Đế Quân cũng bắt đầu mở bí cảnh thứ bảy, nhưng Trung Nhạc không biết của hắn là bí cảnh gì. Bí cảnh của họ khác nhau, có nghĩa là bí cảnh thứ bảy vẫn trong giai đoạn mò mẫm, vẫn chưa định luận, khó nói ai mới là chính tông. Ba loại bí cảnh thứ bảy này, chỉ có thiền tú bí cảnh của Phong Hiếu Trung sư huynh mới là chính tông thôi, của ta và Âm Viền Huyên đều không phải. Trung Nhạc ánh mắt lay động, thầm nghĩ bụng. Ngoài ba loại bí cảnh này ra, không biết có loại thứ tư hay không, rồi thứ năm nữa. Nhất định là có rồi. Trước khi hệ thống tu luyện mới còn chưa được xác lập, chắc chắn sẽ có cảnh trăm hoa đua nở, trăm gà đua gáy. Nhưng sau khi xác lập thì sẽ đào thải những loại khó khăn, vô dụng. Cuối cùng chỉ còn lại một hai loại, đó sẽ là chính tông. Vì thế sau khi thất đạo luân hồi xác lập, có những thứ sẽ bị quét khỏi lịch sử. Cho dù là thứ tốt đi chăng nữa cũng như vậy. Ví dụ như nếu Trung Nhạc mở ra không gian thứ bảy, hoàn thiện thất đạo luân hồi, với mức độ khó khăn của không gian bí cảnh thì chắc chắn sẽ khó tìm được người kế thừa. Không có người kế thừa tuyệt học của hắn, đến khi Trung Nhạc chết đi thì môn tuyệt học này cũng sẽ biến mất, bị thời đại đào thải. Vạn đạo bí cảnh của Âm Phiền Huyên cũng vậy, buộc phải là thánh linh thể mới tu luyện được, mà cả vũ trụ này cả vạn năm chưa chắc gặp được một thánh linh thể. Người kế thừa quá ít, lúc nào cũng có thể bị tuyệt diệt. Thìn tú bí cảnh của Phong Hiếu Trung là dễ tu hành nhất, tinh hà linh thể lại dễ tu luyện, người khác cũng có thể luyện thành, vì thế người kế thừa sẽ rất nhiều, sẽ không bị đào thải, thế là tạo thành chính tông. Cái còn lại chưa chắc đã là tốt nhất, nhưng chắc chắn là cái mà đại chúng tiếp nhận. Nói vậy, Phục Môn Đạo Tôn năm đó khi mở ra huyết mạch luân, chắc chắn cũng có bí cảnh khác được mở ra. Trung Nhạc ánh mắt sáng lên, hơi thở trở nên gấp gáp. 10 vạn năm qua, chưa chắc những người từ thời đại cổ xưa thử sai đều chết cả. Chưa biết chừng vẫn còn có người còn sống, họ tu thành lục đạo luân hồi cộng với bí cảnh của mình mở ra, vậy là thất đại bí cảnh. Họ có hoàn thiện thất đại luân hồi hay không? Bí cảnh thứ bảy của họ là gì đây? Thế giới này vẫn còn những người cổ xưa như vậy, vẫn còn sống, ẩn mình trong vũ trụ này, nghĩ thôi cũng khiến người ta thấy khủng bố và phấn khích. Hắn nghĩ nhiều hơn. Phục Môn Đạo Tôn năm đó là người thống trị, chủ đạo lục đạo luân hồi. Khi đó những lĩnh ngộ của vô số cường giả cường đại mở ra lục đạo luân hồi chắc chắn tập trung ở chỗ của hắn. Cũng có nghĩa là Phục Môn Đạo Tôn tương đương với tư liệu và lĩnh ngộ về mọi bí cảnh những vị cổ sư kia đã từng mở ra. Đó là tài sản vô cùng quý giá, Phục Môn Đạo Tôn không thể nào lại đem kho báu đó xuống mồ, chắc chắn sẽ để lại nó. Hơn 5.000 vị đế lĩnh ngộ về lục đạo luân hồi, trong đó chắc chắn có trí tuệ vô cùng tấn, có thể dùng cho thất đạo luân hồi. Hắn chớp mắt thầm nghĩ, kho báu này Phục Môn Đạo Tôn sẽ giấu ở đâu đây? Hắn suy nghĩ nhanh chóng, chắc chắn Phục Môn Đạo Tôn sẽ để lại truyền thừa, rốt cuộc nó được giấu ở đâu? Liệu có người nào đã tìm thấy không? Thiên Hoàng, Địa Hoàng thời đại Hoa Kỳ, Địa Kỷ sẽ dùng tân hỏa để truyền thừa tuyệt học. Phục Môn Đạo Tôn đã dự liệu được biến cố hậu thế, hắn sẽ dùng thứ gì để truyền thừa số tri thức đó đây? Trung Nhạc tim đập thình thịch, lấy Tiên Thiên Thần Đao ra quan sát chuôi đao. Chuôi của cây đao này là chuôi đế kiếm của Phục Môn Đạo Tôn, Thiên Đế Quyền Bính. Nếu Phục Môn Đạo Tôn để lại truyền thừa thì khả năng ở trong chuôi kiếm này là cao nhất. Tinh thần Trung Nhạc chui vào trong chuôi kiếm, uy năng của chiếc Thiên Đế Quyền Bính này rất lớn. Hắn chưa mở được hoàn toàn, bên trong chứa năng lượng khủng bố, khiến cho hắn cảm thấy bản thân chỉ nhỏ bé như con kiến đứng trước cả tinh hà bao la vậy. Bên trong Thiên Đế Quyền Bính giống như giấu cả vô số thời không. Đại bộ phận năng lượng của chiếc chuôi kiếm này đều ẩn giấu trong các không gian đấy, chưa được khai phá. Trung Nhạc tuần thị những không gian này, một lúc lâu sau thu tinh thần về, hắn không có phát hiện gì. Phục Thương Thái Tử liệu có biết không đấy? Âm Phiền Huyên cưỡng ép mở ra bí cảnh thứ bảy, khiến tu vi pháp lực mất kiểm soát. Phục Thương giúp nàng áp chế bí cảnh thứ bảy. Trung Nhạc hỏi Phục Thương, Phục Thương khựng lại một chút, lắc lắc đầu nói: ta chưa từng nghe phụ thần có để lại gì liên quan tới phương diện này cả. Vậy là người cũng không biết sao? Trung Nhạc vô cùng thất vọng, bế Âm Phiền Huyên
đi trị thương cho nàng rồi nghĩ bụng. Không truyền thụ cho Phục Thương Thái Tử, vậy thì tài liệu về mặt này của Phục Vân Đạo Tôn để ở đâu đấy? Trong đế tinh năm đó sao? Đế tinh thời đại địa ký đã bị hủy hoại, không còn tồn tại nữa rồi. Đế tinh đó đã biến thành mấy tòa thiên hà chi châu, gần như không thể bắt đầu từ đế tinh của thời đại địa ký. Thiên đình của thời đại địa ký trên đế tinh cũng bị hủy đi. Cho dù Phục Vân Đạo Tôn cất trong thiên đình ở đế tinh thì cũng không thể tìm được nữa rồi. Phục Vân Đạo Tôn có thể thấy được tương lai, chắc chắn hắn sẽ không để ở đế tinh. Trung Nhạc thầm nghĩ. Âm Phiền Huyên tỉnh lại, hai người họ lại vào lục đạo giới châu. Không lâu sau, Trung Nhạc định bế thê tử hôn mê bất tỉnh ra thì Phục Thương đột nhiên nói: "Phụ thân từng nói với ta có thứ rất quan trọng giấu ở trong tổ địa." "Sao? Tổ địa ư?" Trung Nhạc giật mình vội vàng hỏi: "Là tòa tổ địa nào?" "Tổ địa của Phục Khi Thị có Lôi Trạch Thánh Địa của Lôi Trạch Thị, Hoa Tư Thánh Địa của Hoa Tư Thị, còn có tổ tinh, còn nữa là tổ đình. Lôi Trạch Hoa Tư, hai thánh địa này là tổ địa của Tại Hoàng Yểm Tư Thị, Phục Khi Thị là Yểm Tư Thị chi tử, vì thế hai thánh địa này cũng có thể coi như tổ địa của Phục Khi Thị. Tại Hoàng ngồi lên đế vị là thiên hoàng thiên đế của nơi này, sau đấy Tại Hoàng xưng đế, luyện mảnh tổ đình lớn nhất thành tổ tinh. Tổ tinh là đế tinh hồi đấy, sau đó tử vi tinh vực được khai mở hoàn toàn, đế tinh thay đổi, trong tử vi có đế tinh mới sinh ra, tổ tinh biến thành tổ địa. Tại Hoàng kiến lập thiên hoàng đế đạo, có thể qua lại tổ tinh, các đời Tại Hoàng qua đời cũng an táng trên tổ tinh. Phục Khi Thị sau đó cũng duy trì quy tắc này, bốn nơi này đều là tổ địa của Phục Khi Thị. "Cái này thì ta không biết được, phụ thần ta không có nói." Phục Thương lắc đầu: "Người nói ta không thích hợp tới đấy." Trung Nhạc trầm mặc, trong lòng thấy rất đúng. Với tính cách của Phục Thương, nếu có được tư liệu về bí cảnh thứ bảy, chắc chắn sẽ tuyên bố với thiên hạ, khiến các chủng tộc khác lớn mạnh, lại bất lợi cho chủng tộc của mình, khiến cho Phục Khi thần tộc càng thêm thảm hại. "Tổ tinh giờ không về được, Lôi Trạch Thị thì ta đã từng tới một lần. Nếu Phục Vân Đạo Tôn giấu tài liệu về bí cảnh thứ bảy ở nơi đấy thì chắc chắn Lôi Trạch Thần Long sẽ giao lại cho ta. Hòa Tư đối với ta lúc gần lúc xa, tuy ta từng tới nơi đó nhưng vẫn không hiểu được ý tứ của Thần Hậu Nương Nương. Thần Hậu Nương Nương cũng chỉ hiện thân khi ta ở Uy Thần Lục Đạo Giới, trước kia bị giữ trong Đạo Huyết Chi Hải. Nếu Phục Vân Đạo Tôn để ở Hoa Tư thì Thần Hậu Nương Nương cũng không biết được. Nơi có khả năng lớn nhất chính là tổ đình." Trung Nhạc đã tính ra được phương vị của tổ đình, chỉ là không có thời gian tới đấy. Trận chiến đế vị có thể bùng nổ bất cứ lúc nào, hắn càng không thể đi. "Có thể Phục Vân Đạo Tôn không để tài liệu ở tổ đĩa, chưa biết chừng lại ở Thiên Hoàng Đế Đạo. Phong Sư Huynh nói trong Thiên Hoàng Đế Đạo có thứ ta cần, lẽ nào lần trước hắn từ Thiên Hoàng Đế Đạo tới Tử Vi, trên đường đã thấy thứ Phục Vân Đạo Tôn để lại? Khả năng này lớn hơn một chút." "Phục Thương nói Phục Vân Đạo Tôn để một số thứ ở tổ đĩa, Phong Sư Huynh nói Thiên Hoàng Đế Đạo có thứ ta cần. Thứ ở hai nơi này rốt cuộc là cái gì đấy?" Có Phục Thương và Trung Nhạc hộ pháp, Âm Phiền Huyên lần này mở biết cảnh thứ bảy dễ hơn rất nhiều. Một lúc lâu sau, nàng cũng mở được, duy trì một khoảng thời gian. Nhưng muốn dung hợp biết cảnh thứ bảy với lục đạo luân hồi thì phải mất nhiều thời gian công sức hơn để mà tham ngộ. "Phu quân, tân nương từ xa tới mà chàng luôn ở đây với ta, ít nhiều cũng không thích hợp cho lắm đâu." Âm Phiền Huyên cười nói: "Ta vẫn cần thời gian tham ngộ, định bế quan một thời gian, chàng đừng lạnh nhạt mê Hà Hề muội muội." Trung Nhạc gật đầu, đứng dậy đi gặp Kim Hà Hề, thấy nàng đang trong cảnh phù tang, trồng cây hỏa san hô bên cạnh, cảnh phù tang hấp thụ hỗn độn hỏa và hỗn độn khí của hỏa san hô bắt đầu lớn dần, càng ngày càng cao. Trung Nhạc đứng sau nàng, thấy nàng biến thành phi điểu, kéo mặt trời bay quanh cảnh phù tang để ngọn cây nhỏ sinh trưởng. Một lúc sau, Kim Hà Hề dừng lại, lướt thấy hắn đứng ở một bên thì cười nói: "Phu quân, chúng ta vẫn chưa bái đường thành thân, chỉ là đính hôn thôi, lẽ nào lại được gặp nhau sao?" Trung Nhạc cười ha ha, vòng lấy eo của nàng: "Nếu ta chưa từng gặp nàng, lẽ nào nàng lại nguyện gả cho ta sao?" Kim Hà Hề vội đẩy hắn ra: "Các xử nữ đều ở đây, chẳng là lão gia, tốt xấu gì cũng phải trang nghiêm một chút đi." Những xử nữ kia cười khẽ rồi lui ra ngoài nói: "Lão gia, nương nương, bọn ta cáo lui đây." Những người kia đi hết, Trung Nhạc bế nàng lên đi vào trong phòng. Kim Hà Hề nửa cười nửa không: "Chưa bái đường thành thân, chàng đã muốn làm việc phải thành thân xong mới được làm sao? Tại sao lại nóng ruột như vậy? Nếu như sư phụ ta biết sẽ giết đồ háo sắc chàng kia."
Thì không phải chúng ta đã làm từ lâu rồi sao? Trung Nhạc cười nói, nương nương lẽ nào lại quên rồi ư? Một đêm không nói lời nào, Phục Bảo Điện tới Đế Tinh Thiên Đình cầu kiến Thiên Đế, chỉ nói tuy đầu hàng Tiên Thiên Đế Quân nhưng tâm vẫn hướng về Thiên Đình. Dịch Quân Vương giết hai vị huynh trưởng của hắn, hắn phẫn hận rời bỏ Tiên Thiên Cung tới tìm Thiên Đế. Đế Minh Thiên Đế vui vẻ phong Phục Bảo Điện làm Phục Thiên Đại Nguyên Soái. Mạc tiên sinh, quỷ sư, Phục Bảo Điện tới giả hàng là có ý đồ gì đây? Đế Quân Thiên Đế cho Phục Bảo Điện lui đi, mời Mạc Ẩn và Quỷ U Minh tới hỏi. Mạc Ẩn suy nghĩ một lúc rồi cười, Dịch Quân Vương sắp chết rồi. Quỷ U Minh nghe vậy cũng chợt hiểu gật gù, có lẽ Dịch Quân Vương sắp phải chết rồi. Đế Quân Thiên Đế vừa kinh ngạc vừa mừng rỡ, hai vị tiên sinh, lời này phải hiểu như thế nào đây? Mạc Ẩn nhìn quỷ sư không nói gì. Quỷ U Minh cười nói, loại trở mặt như Phục Bảo Điện thì ai dám tin tưởng trọng dụng hắn ta đấy. Mục đích của hắn lần này có lẽ là để gặp Vũ Đô Lang. Chắc chắn Tiên Thiên Đế Quân nghi ngờ la lịch của Dịch tiên sinh, muốn từ Vũ Đô Lang xem Dịch tiên sinh có phải Lê Tương Thần Quân hay không. Bệ hạ chỉ cần gọi Vũ Đô Lang tới, dặn hắn vài câu để hắn làm mấy việc ngu đần, Phục Bảo Điện chắc chắn sẽ tiếp xúc với hắn. Đến khi Phục Bảo Điện trở về Trấn Thiên Quan, Dịch Phong chắc chắn là phải chết rồi. Đế Minh Thiên Đế nhìn Mạc Ẩn nói, Mạc tiên sinh nghĩ sao? Mạc Ẩn do dự một chút rồi cũng lên tiếng, thần nghĩ rằng không cần phải bảo Vũ Đô Lang giả vờ ngu xuẩn. Vũ Đô Lang vốn đã không đấu lại được với Dịch Phong, dù là trí tuệ hay ngộ tính hay thành tựu đều không bằng được vị Dịch tiên sinh kia. Hắn giả vờ có khi lại lộ ra khiến cho Tử Quang Quân Vương không ngờ kế hoạch đã bị chúng ta nhận ra. Thần cho rằng không cần cho Vũ Đô Lang biết chuyện này, hắn nên làm như thế nào thì cứ làm như vậy. Như vậy Dịch Phong sẽ bị Tiên Thiên Đế Quân giết đi, trừ bỏ được một cường địch. Đế Minh Thiên Đế rất đồng tình, cười nói, cứ làm như lời Mạc tiên sinh đi. Quỷ U Minh nhìn Mạc Ẩn hồi lâu, Mạc Ẩn cúi xuống không nhìn hắn. Hai người ra khỏi Lăng Tiêu Bảo Điện, Mạc Ẩn cúi đầu rời đi. Đột nhiên Quỷ U Minh cười nói, Mạc tiên sinh xin dừng bước lại. Mạc Ẩn dừng bước lại, Quỷ U Minh cười nói, giày của ta bẩn rồi. Bình thường việc nhỏ như lau giày này đều là Giano nhà ta làm, nhưng giờ Giano không có bên cạnh, Mạc tiên sinh là nhân tộc, sao không lau cho ta đi nhỉ? Mạc Ẩn quỳ xuống dùng ống tay áo lau bụi trên giày cho hắn. Quỷ U Minh khựng người cười ha hả. Đến khi Mạc Ẩn lau xong, bước qua đỉnh đầu của hắn ngông nghênh rời đi. Mạc Ẩn đứng dậy không nói gì, nhưng nắm đấm siết chặt, trí tuệ không bằng thần thông, trí tuệ không bằng thần thông, mối nhục này sớm muộn gì ta cũng sẽ báo. Hắn trở lại chỗ ở thầm nghĩ, muốn giết Dịch tiên sinh thì không dễ vậy đâu. Ta thấy khí vận Phục Bảo Điện hình như không tốt, thua xa Dịch tiên sinh. Lần này có lẽ không lấy được mạng Dịch tiên sinh, ta không cần thi triển ngũ khí đoạt vận nữa rồi. Phục Bảo Điện vào Thiên Đình có thể kết giao với Vũ Đô Lang, không lâu sau là thân thiết với hắn. Phục Bảo Điện quan sát ghi chép nhất cử nhất động của Vũ Đô Lang, khoảng một năm sau hắn cũng biết được đại khái thói quen và trí tuệ của Vũ Đô Lang. Vũ Đô Lang tuy rất không tồi, nhưng ngộ tính và tứ chất đều chỉ ở mức trung bình ở trong Tiên Thiên Thần Ma. Cho dù hắn xuất sắc thì cũng vẫn thua kém Dịch Phong 1.800.000 dặm. Phục Bảo Điện nén rời khỏi Thiên Đình về Đế Tinh, đang định rời khỏi Đế Tinh thì đột nhiên có tiếng cười truyền tới. Bảo Điện tiền bối, còn nhớ Vô Kỵ không? Phục Bảo Điện vội nhìn theo hướng có tiếng nói, thấy Phong Vô Kỵ và một vị thần ma trẻ tuổi đang từ trong một tòa cung điện bước ra. Vị thần ma kia vô cùng xuất chúng, phong thái nghi phàm, khí chất xuất trần, nhìn một lần liền khó quên. Phục Bảo Điện hừ lạnh tới trước mặt Phong Vô Kỵ, sắc mặt không thân thiện nói, Vô Kỵ tiểu hữu, người hại lão phu khổ lắm rồi. Phong Vô Kỵ cười nói, tiểu điệt cũng rất thiệt thòi, ta bị tiểu tử Dịch Quân Vương hãm hại, suýt nữa đã không sống trở về được. Tiểu điệt vốn định liều mạng thông báo cho thế ngoại chi địa, nhưng cái tên khốn Dịch Quân Vương đó lại quá âm hiểm, lấy mất sắc lệnh của ta. Phục Bảo Điện xua tay nói, việc này không nhắc tới nữa, ngươi đừng có tới thế ngoại chi địa nữa đi. Dịch Quân Vương đúng là lợi hại, đóng giả ngươi ở đấy, nếu ngươi đi rồi chắc chắn sẽ bị đánh chết thôi. Phong Vô Kỵ mặt tối lại. Phục Bảo Điện nhìn vị thần ma trẻ tuổi bên cạnh nghi hoặc hỏi, ồ vị này là? Vị đây là hảo hữu của ta, tên là Phượng Minh Sơn. Phong Vô Kỵ cười,
hắn vừa phụng mệnh sư tôn xuất sơn, muốn nhân thiên hạ đại loạn lịch luyện một chuyến. Tiền bối không biết chứ, sư tôn của hắn sống ở thiên hỏa hoang vực. Sao? Thiên hỏa hoang vực cứ? Phục Bảo Điền sắc mặt kịch biến, ngạo khí thu lại nhiều, hắn cười nói: thì ra là hậu nhân của vị đấy. Bảo Điền có mắt như mù, không nhận ra, xin thứ tội. Phượng Minh Sơn lắc đầu: người không biết không có tội. Phục Bảo Điền nói: ta còn có việc cần làm, Vô Kỵ, Minh Sơn lão đệ, xin cáo từ. Phong Vô Kỵ nhìn tiễn hắn đi rồi cười nhẹ: chuyến đi này của hắn có lẽ Dịch Quân Vương sẽ phải chết rồi. Đúng là đáng tiếc mà, ta vốn nghĩ hắn sẽ chết trong tay của ta. Phượng Minh Sơn ánh mắt lay động: Dịch Quân Vương sao? Chính là người đầu bảng trừ đế bảng tương lai đó sao? Phải, chính là hắn. Phong Vô Kỵ thở dài nói: hắn có thể nói là đại địch của ta, không tận tay trừ bỏ được hắn, trong lòng ta có chút không cam lòng. Phượng Minh Sơn nghiêm túc nói: không được giao đấu với người đứng đầu trừ đế bảng vẫn luôn là niềm nuối tiếc, lần này ta xuất sơn vẫn là muốn gặp hắn một phen. Phục Bảo Điền không dám dừng lại một khắc nào, hỏa tốc trở về Tiên Thiên Cung. Đi hơn 2 tháng, cuối cùng hắn tới phạm vi thế lực của Tiên Thiên Cung. Đột nhiên phía trước bùng sáng tử quang, Phục Bảo Điền tim khẽ động, nhìn về hướng ánh sáng tím đấy, thấy trên tinh không hiện lên một tòa cung điện, dựa vào xe ngựa của Tử Quang Quân Vương còn có mấy vị nữ tử thê thiếp của Tử Quang Quân Vương. Tại sao Tử Quang Quân Vương lại ở nơi đây? Phục Bảo Điền khó hiểu, tiến lại gần, một nữ tử thấy hắn cười nói: có phải Phục Bảo Điền tiền bối không? Phục Bảo Điền gật đầu, vị nữ tử kia cười nói: phu quân, Phục Bảo Điền tiền bối tới rồi. Tử Quang Quân Vương ra khỏi cung điện, Phục Bảo Điền vội vàng tiến lại: Tử Quang tiên sinh, Bảo Điền đã hoàn thành sứ mệnh ở bên cạnh Vũ Đô Lang hơn 1 năm, biết rõ về hắn. Ồ, vị đây là... Bên cạnh Tử Quang Quân Vương còn có một vị tiên thiên ma thần, thân hình cao to, mắt xanh râu dài, uy vũ phi phàm, là một vị đế quân. Không có nhiều tiên thiên thần ma tu luyện tới cấp đế quân, người này chắc chắn là người nổi trội ở trong số đấy. Vị đây là đế Tu La của Bích Lạc Cung. Tử Quang Quân Vương cười nói: chuyến xuất thành này của ta là để tìm mời hắn xuất sơn trợ giúp đế quân đoạt thiên hạ. Người tới đúng lúc lắm, làm quen với đế La Tu La đi. Phục Bảo Điền tiến tới cười nói: Phục Khi thần tộc Phục Bảo Điền bái kiến đế Tu La. Đế Tu La mặt không chút biểu cảm, cũng không nói gì, cũng không đáp lễ. Phục Bảo Điền trong lòng rất là bất mãn, thế nhưng không làm gì được. Tử Quang Quân Vương nói: ghi chép của ngươi về Vũ Đô Lang đâu? Ở trong bắt ta đấy. Phục Bảo Điền cười, nhãn cầu tỏa sáng, chiếu ra những khoảng thời gian tiếp xúc với Vũ Đô Lang. Tử Quang Quân Vương nhìn hình ảnh, quan sát nhất cử nhất động và trí tuệ của hắn, một lúc lâu sau cuối cùng cũng xem được hết. Tử Quang Quân Vương mặt tối lại, nói nhỏ: trí tuệ tài cán của Vũ Đô Lang thua xa Dịch tiên sinh, cho dù động võ lực thì cũng cùng cảnh giới, cũng không bằng được Dịch tiên sinh. Phục Bảo Điền nặn ra nụ cười: nói như vậy thì Dịch tiên sinh không phải Lê Dương Thần Quân chuyển thế rồi. Tử Quang tiên sinh, đây là đại sứ, đại công lao. Nếu cho đế quân biết, chắc chắn ngài sẽ trừ bỏ hắn, trừ hậu hóa. Đây là công lao bằng trời. Ngươi yên tâm, công lao này là của ngươi, ta sẽ không tham công của ngươi. Tử Quang Quân Vương nghĩ ngợi nói: tại sao Dịch tiên sinh lại lấy danh của Lê Dương Thần Quân vào Tiên Thiên Cung ta đây? Ý đồ của hắn rốt cuộc là gì? Thân phận thực sự của hắn là gì? Rốt cuộc hắn muốn làm gì? Phục Bảo Điền mắt sáng lên, cười hề hề nói: dù tên nghịch tặc này có ý đồ gì đi chăng nữa thì cũng không thể dung thứ được nữa rồi, nhất định phải giết chết hắn ta. Hắn thống lĩnh nhiều tinh binh cường tướng như vậy, nếu như phản bội thì chắc chắn là tai họa lớn với đế quân đấy. Tử Quang Quân Vương gật đầu, nghĩ ngợi nói: người nói đúng, rất đúng. Phục Bảo Điền, lần này người đã lập đại công, ta chắc chắn sẽ bẩm báo lên đế quân, chắc chắn đế quân sẽ trọng dụng ngươi. Người đâu, dâng rượu. Sử nữ đưa mỹ tiểu lên. Tử Quang Quân Vương mời Phục Bảo Điền ngồi xuống đối ẩm vài lượt. Tử Quang Quân Vương tiểu lượng không tốt, mời đế Tu La đối ẩm với Phục Bảo Điền, còn hắn ra đứng ngoài cung điện. Đột nhiên cung điện đóng chặt cửa, ùnh một tiếng nổ vang lên, rồi bên trong vang lên tiếng gầm phẫn nộ của Phục Bảo Điền, rồi khí tức khủng khiếp bùng nổ, giống như trong có 2 đại cự thú đang giao đấu vậy. Tiếng động khủng khiếp đó ngay cả tòa cung điện này cũng không ngăn cản được, cung điện rung lắc dữ dội, dường như sắp sập. Đế Tu La, ngươi làm gì vậy?
Tiếng kêu của Phục Bảo Điền vọng ra, rõ ràng là Đế Tu La đột nhiên hạ sát thủ với hắn. Tử Quang tiên sinh, Đế Tu La điên rồi, hắn muốn giết ta, mau mau cứu ta. Tử Quang tiên sinh cứu ta. Tử Quang Quân Vương sắc mặt lạnh lùng, nhìn ra cảnh sắc bên ngoài rồi nói nhỏ. Tòa cung điện này cũng đủ vững chắc rồi, thật không hổ là bảo vật của tiên thiên thần ma. Một vị phu nhân nhìn tòa cung điện không hiểu hỏi. Tướng công, bên trong đó... Trong đó rất bình thường. Tử Quang Quân Vương mặt bình tĩnh nói. Đế Tu La thích máu, bảo ta cho hắn một vị đế quân đại viên mãn làm thức ăn, mới đi theo tiên thiên đế quân. Phục Bảo Điện chính là món ta cho hắn kìa. Ánh mắt hắn lạnh lẽo nói. Dịch tiên sinh, hắn không phải Lê Dương Thần Quân, đi theo đế quân chắc chắn có âm mưu, không có ý đồ gì tốt cả. Nhưng giờ không phải lúc động tới hắn. Ta giúp đế quân giành thiên hạ, độc mộc khó chống. Có hắn giúp đế quân sẽ có thiên hạ nhanh hơn. Giờ vẫn chưa thể động tới hắn được. Ta chỉ cần nắm được thóp của hắn thôi. Đến khi thiên hạ bình định thì mới là lúc hắn lên đường. Hắn mỉm cười nói. Giờ vẫn chưa được cho đế quân biết chuyện này. Nếu như đế quân biết được, chắc chắn ngài sẽ khó giấu được Dịch tiên sinh, bị hắn phát hiện. Hắn quá là thông minh, vì thế phải đành hy sinh Phục Bảo Điện. Dịch tiên sinh có ích hơn Phục Bảo Điện rất nhiều. Tòa cung điện rung chuyển một lúc rồi dần dần trở lại yên tĩnh. Tử Quang Quân Vương đẩy cửa, thấy Đế Tu La ngồi bên bàn ăn, miệng còn có một cái đuôi rắn đang nhai nhồm nhồm. Đế Tu La, con mắt ta cần đâu? Tử Quang Quân Vương nhíu mày. Ở đây. Đế Tu La ném ra ba con mắt, chính là thần nhãn của Phục Bảo Điện. Tử Quang Quân Vương cất ba con mắt đi rồi nói. Người có huyết tế rồi, giờ có phải nên cùng ta tới gặp đế quân rồi không? Cho ngươi một đế quân đại viên mãn chắc đủ rồi chứ. Đế Tu La đứng dậy. Đi. Tới chỗ đế quân, những gì không nên nói ngươi đừng có nói. Được. Trong Chấn Thiên Quan, Trung Nhạc quan sát các quân thao luyện có Âm Khang Thủy Sư, Chấn Thiên Quan liền trở thành tường đồng vách sắt, khó lòng bị công phá. Nhưng nếu Thiên Hà Thủy Sư tập hợp các quân bộ khác của Thiên Đình tới tấn công thì vẫn có lòng mà chống đỡ nổi. Trung Nhạc suy nghĩ một hồi lâu, lắc mình biến thành kim ô giăng cánh bay lên không trung, dùng kim ô chi thân thi triển các loại nhục thân thần thông. Một lúc sau hắn đáp xuống đất, biến lại thành hình người, nghĩ ngợi một lúc rồi lại bay lên không, tiếp tục dùng kim ô chi thân thi triển thần thông. Phu quân đang làm gì vậy? Kim Hà Hề đi tới, ngẩng lên nhìn Trung Nhạc thi triển tuyệt kỹ tấn công nhục thân của Kim Ô Thị, khó hiểu hỏi. Phu quân, chàng không phải kim ô thần tộc, tuy luyện được tiên thiên kim ô chi thân, thế nhưng cũng không thể phát huy ra được hết nhục thân kim ô thần tộc đâu. Trung Nhạc hạ cánh cười nói. Ta mượn kim ô chi thân suy đoán chiến cục chiến trường. Kim Hà Hề ngạc nhiên. Sao? Mượn kim ô chi thân suy đoán chiến cục sao? Trung Nhạc gật đầu, tế tinh đồ của Tử Vi tinh vực lên rồi cười nói. Phu nhân nàng xem, thế lực tiên thiên cung hình giống như thần điểu. Ngự thiên quan và bích lưỡi quan là hai cánh, chấn thiên quan là đầu. Thần điểu giang cánh bay, đầu chuyển động rồi tới hai cánh. Vậy là thần điểu không ngừng vỗ cánh bay, không ngừng thôn tính, như vậy là có khả năng thôn tính cả thiên hạ. Kim Hà Hề gật đầu. Trung Nhạc nói tiếp. Ta tưởng tượng cục thế chấn thiên quan như một con thần điểu khổng lồ, chiến tranh dường như rất phiền phức, thâm sâu khó lường, khiến người ta không biết đâu mà lần. Nhưng nó cũng có manh mối, có thể lần theo. Cục thế của chấn thiên quan biến thành thần điểu, dùng thần thông nhục thân của Kim Mô Thị bải binh bố trận, chim và hai cánh liên động công kích là có thể hóa thần thông vào trong trận chiến được rồi. Nếu thần thông không có sơ hở, không có gì không thể công kích, vậy thì công kích của ta cũng không sơ hở, công phá được tất cả. Kim Hà Hề chợt bừng tỉnh. Thần thông còn có thể dùng như vậy sao? Trung Nhạc cười giải thích với nàng. Thần thông và chiến tranh là tương thông, nàng thử nghĩ mà xem. Thần điểu tấn công cộng với tưởng tượng thế lực chiến thiên quan như các bộ phận của thần điểu, để con thần điểu này chuyển động. Nếu thần thông không có gì sơ hở thì công thế của chấn thiên quan sẽ không có sơ hở. Còn lại chỉ cần xem độ mạnh yếu của sức mạnh mà thôi. Kim Hà Hề cựng người, biến chiến tranh thành thần thông để thi triển. Suy nghĩ của vị phu quân này của nàng đúng là đặc biệt. Nhưng hắn nói vậy cũng có lý. Kim Ô là hồng hoang dị chủng hung mãnh nhất, cho dù là nhục thân đối chiến cũng không có địch thủ. Dùng Kim Ô làm trận thế đúng là cường đại vô địch. Phu quân, chàng không phải tiên thiên đế quân, e là không điều động được lũy bích quan và ngự thiên quan.
Kim Hà Hề nhớ tới điều quan trọng rồi lên tiếng nói: Thủ lĩnh của Lũy Bích Quan và Ngự Thiên Quan luận chức quan không thua kém gì chàng, chàng không điều động được họ, thần thông chiến tranh của chàng sẽ không thể thi triển được. Trung Nhạc vẽ hai nét lên tinh đồ, nơi hắn vẽ là mấy tòa thánh địa gần với Trấn Thiên Quan. Hắn nối các thánh địa này lại, lập tức trở thành đôi cánh của Trấn Thiên Quan. Trấn Thiên Quan biến thành một chiếc đầu thần điểu khá nhỏ, cánh đập cùng đôi cánh lớn. Đột nhiên con thần điểu này bay ra từ trong tinh đồ, bay lượn và tấn công một cách vụng về. Kim Hà Hề mắt sáng lên, vỗ tay tán thưởng: Phu quân biến thế lực của mình thành thần điểu, như vậy thi triển thần thông sẽ không có bất cứ trở ngại nào. Thế lực của chàng dễ dàng điều động, nhưng chàng không nghiên cứu sâu về kỹ năng chiến đấu của Kim Ô Nhục Thân, không bằng ta. Hơn nữa, Trấn Thiên Quan tinh đồ của chàng có hai cánh, còn cộng thêm ba chân, vì thế phải chiếm lĩnh một số nơi. Mỗi nơi có một tòa trọng trấn, bốn tòa tinh bảo. Trong tinh bảo phải có tướng sĩ mạnh nhất trấn thủ, làm móng vuốt sắc bén của Kim Ô. Trung Nhạc quan sát tinh đồ, thấy nơi Kim Ô ba chân nàng chỉ có một số thánh địa của các thần tộc, ma tộc, nhưng liên kết không lớn, có thể công hạ. Kim Hà Hề vẽ thêm ba chân, còn Kim Ô ba chân liền có khả năng bay lượn, tấn công thân thoát. Phu nhân, chỉ bằng thế này đi, hai ta dùng pháp lực biến thành Kim Ô, dùng không dùng thần thông đánh cận chiến một trận. Kim Hà Hề cho tinh thần tràn ra, quan tưởng Kim Ô ba chân. Trung Nhạc cũng vậy, hai con Kim Ô đánh nhau trên không trung. Một lúc sau thì Kim Ô của Trung Nhạc bị xé xác tan tành. Trung Nhạc nhíu mày, thử liền hơn trăm lần, thế nhưng không lần nào không bị Kim Hà Hề giết. Kim Hà Hề cười nói: Phu quân, ta sinh ra đã là Kim Ô rồi, về chiến đấu nhục thân đương nhiên chàng không bằng ta. Tuy chàng có thể biến thành Kim Ô, thế nhưng không thể suy nghĩ như Kim Ô được, bản chất của chàng là người. Sao? Suy nghĩ giống như Kim Ô sao? Trung Nhạc khựng người, lắc mình biến thành Kim Ô ba chân, giang cánh bay lên. Kim Hà Hề cũng biến thành nguyên hình, hai con Kim Ô bay lượn trên bầu trời, chui vào vòng mặt trời rồi lại bay ra. Trung Nhạc tế thoại thụ, hai con đại điểu đáp xuống tổ chim trên cây, nói chuyện bằng điều ngữ. Hai người sống trên tại thụ, khát thì uống thái dương thần hỏa, đói thì cũng ăn thái dương thần hỏa, bất chi bất giác sống qua vài tháng. Thần ma Trấn Thiên Quan thỉnh thoảng còn thấy hai con đại điểu cãi nhau rồi đánh nhau, lông chim bay tứ tung vô cùng kịch liệt. Hai con đại điểu cứ dăm ba ngày lại cãi nhau một trận, lại đánh nhau một trận. Thần ma Trấn Thiên Quan đã không còn thấy lạ nữa, biết chúa công nhà mình và vị tân nương nương có sở thích kỳ lạ. Âm Phần Huyên xuất quan, đứng dưới cây ngẩng lên nhìn thì thấy Trung Nhạc và Kim Hà Hề lại đánh nhau. Hai con đại điểu bay qua bay lại quanh tại thụ, lông chim rơi lả tả. Con được Trung Nhạc biến thành bị con cái cắn cho đầu đầy máu. Âm Phiền Huyên bất giác cười: Hai người mau xuống đây, đừng có náo loạn nữa kìa. Trung Nhạc thu cánh đáp xuống bằng ba chân, vẫn là chân chim. Âm Phiền Huyên nhìn hắn, Trung Nhạc vội thu chân thứ ba lại, chân chim cũng thành chân người, ngượng ngùng nói: Ta sắp quên mình không phải là Kim Ô rồi. Kim Hà Hề, người phủ lông vàng, đáp xuống cười: Phu quân giờ cũng hiểu được 7-8 phần về cách chiến đấu của Kim Ô rồi, đủ để điều động chiến trường. Huyên tỷ có việc gì vậy? Âm Phần Huyên nói: Vừa rồi Phù Kỳ Chi tiền bối cho ta biết đột nhiên không liên lạc được với Phủ Lê, nên ta vội vàng tới đây thông báo cho phu quân. Sao? Không liên lạc được với Phủ Lê sao? Trung Nhạc giật mình, vội lấy đồ đằng thần trụ thử liên lạc với Phủ Lê, không có tín hiệu, bất giác cho mày, trong lòng có phần bất an. 6 năm rồi Phủ Lê và Bệ Ngạn vẫn đang tháo chạy sự truy sát, đến giờ vẫn chưa trở lại. Nhưng cũng may Phủ Lê có đồ đăng thần trụ nên có thể liên lạc. Mấy năm nay Phủ Kỳ Chi vẫn liên tục liên lạc với Phủ Lê, biết được phương vị của hắn. Phủ Lê sẽ không ăn Bệ Ngạn biểu huynh đấy chứ? Âm Phần Huyên để lại tính tiêu trong thức hải của Phủ Lê để giúp hắn chấn áp tham niệm với Bệ Ngạn, nhưng nếu tính tiêu bị Phủ Lê luyện hóa thì chắc chắn Phủ Lê sẽ không chống đỡ được sự mê hoặc mà ăn mất Bệ Ngạn. Giờ cần tìm Phủ Lê, nhưng 9 chấn 12 báo Trấn Thiên Quan cũng rất quan trọng, triệu tập chư tướng tới nghị sự. Một lát sau, chư thiên Trấn Thiên Quan tới đông đủ. Trung Nhạc mở tinh đồ, vẽ ra hình Kim Ô giang cánh ở trên tinh đồ rồi nói: Chư vị, ta muốn dựng 9 chấn 12 báo quanh Trấn Thiên Quan. Những nơi này chư quân hãy đem quân công hạ những nơi đấy, tạo thành đồn binh trọng trấn và tinh binh bảo lũy. Nói rồi Trung Ngạc liền lệnh cho Mục Tô Ca, Phù Liệt, Phù Văn, Âm Phiền Huyên mỗi người đều dẫn đại quân xuất chinh. Trung Nhạc gọi Kim Hà Hề tới nói: Thời gian tới ta sẽ để lại phân thân, nhưng nàng vẫn là người quản lý đại cục, phân thân của ta chỉ trợ giúp cho nàng thôi.
Kim Hà Hề giật mình kêu lên: Ta chỉ huy đại quân Chấn Thiên Quan sao? Chấn Thiên Quan có hơn 7.000 vạn đại quân thần ma, nếu ta có sai sót gì... Chấn Thiên Quan hiện giờ ngoài 5.000 vạn thần ma còn có ma thần của Âm Khang Thị và Âm Khang Thủy Sư, số lượng lúc này đã lên tới hơn 7.000 vạn. Chấn Thiên Quan tuy lớn nhưng quá nhiều thần ma, đã vượt qua sức chịu đựng của Chấn Thiên Quan. Vì thế Trung Nhạc định mở ra lục đại đốn quân trọng chấn khác. Trung Nhạc cười nói: Thần ma của Tiên Thiên Cấm Quân nàng sẽ không chỉ huy, Âm Khang Thủy Sư cũng vậy, còn lại thì dưới quyền của nàng chỉ có 3.000 vạn thần ma. Thiên nữ của Kim Mô Thí, Kim Mô tộc trưởng tương lai, nữ đế của Kim Mô thần tộc chắc chắn sẽ không sợ đấy chứ. Kim Hà Hề cười nói: Chấn Thiên Quan là căn bản của chàng, ta sợ có sai sót làm hỏng chuyện thôi. Có phân thân của ta, lúc nào cũng có thể liên lạc với ta được. Trung Nhạc để lại 100 phân thân, gọi Phù Kỳ Chi tới nói: Phù Lê mất tích ở chỗ nào? Phù Kỳ Chi chỉ nên tinh đồ: Là nơi này. Trung Nhạc nhìn rồi nhíu mày: Gần như vậy sao? Đây là lãnh địa của Hoàng Đình Thị. Hoàng Đình Thị không xa Chấn Thiên Quan là bao, với tốc độ của Phù Kỳ Chi thì chỉ nửa tháng là có thể từ Hoàng Đình Thị tới Chấn Thiên Quan. Phù Lê tới nơi này là không liên lạc được, đúng là quỷ dị. Hoàng Đình Thị có chút rắc rối rồi đấy. Hoàng Đình Thị, Đại Đình Thị vốn là một nhà, đều là đế tộc. Vì sinh ra hai vị đế, một chia làm hai, Đại Đình Thị ở lại đế tinh, Hoàng Đình Thị thì tọa lạc ở gần Tiên Thiên Cung. Hoàng Đình Thị là đế tộc, không có mấy người dừng chân ở lại đế tinh. Đại Đình Thị cắm rễ ở đế tinh, còn Hoàng Đình Thị thì hoạt động ở tinh vực. Phù Lê vào trong cương vực của Hoàng Đình Thị có lẽ là do bị hai đại đế quân truy sát vào trong lãnh địa của Hoàng Đình Thị rồi mất liên lạc. Không thể nói là không liên quan tới Hoàng Đình Thị, nhưng muốn vào đế tộc cứu người thì thật sự nguy hiểm. Kỳ lão, ngươi đi cùng ta. Trung Nhạc ánh mắt lay động, đột nhiên mở miệng thốt ra đạo ngữ trầm thấp, đó là Tiên Thiên thần ngữ thời đại Hắc Ám. Đột nhiên hư không chấn động, một con thuyền lớn cổ xưa phá không hiện ra. Con thuyền nghìn cánh mà các tiên thiên thần vương thời đại Hắc Ám như Đại Tư Mệnh tạo nên là thần khí có thể xuyên qua đạo giới. Con thuyền cổ này lai lịch quá lớn, Trung Nhạc cũng sợ bị kẻ khác dòm ngó nên bình thường giấu ở trong không gian. Phù Kỳ Chi và Trung Nhạc lên thuyền, Hỗn Độn Vũ cũng cầm Phù Tăng Thần Thụ theo lên thuyền. Con thuyền bắt đầu vô cánh, nháy mắt phá không bay đi. Hai ngày sau, con thuyền tới gần lãnh địa của Hoàng Đình Thị. Trung Nhạc dừng thuyền, đưa ngón tay trỏ vạch khẽ lên mi tâm của mình. Thần nhãn hiện ra nhìn về phía lãnh địa của Hoàng Đình Thị. Lãnh địa của Hoàng Đình Thị được tạo thành từ hơn 10 mảnh thánh địa. Tòa thánh địa trung tâm vô cùng cổ xưa, trong các tòa thánh địa đều dày đặc thiên địa đại đạo, thậm chí còn hóa hình thành cảnh tượng nghìn vạn đạo cầu vồng vây quanh thánh địa trung tâm. Đại đạo lai chiều. Sắc mặt Trung Nhạc kịch biến, kêu lên: Hoàng Đình đại đế của Hoàng Đình Thị còn sống không? Phù Kỳ Chi lắc đầu: Hoàng Đình đại đế không thể nào còn sống được, nếu hắn còn sống thì phải 16 vạn tuổi rồi, hắn không phải tiên thiên thần ma, không thể sống được tới giờ. Dị tướng vạn đạo lai chiều này có lẽ là món đế binh của Hoàng Đình đại đế chư thiên thần đạo chung tạo nên. Chư thiên thần đạo chung sao? Thần nhãn của Trung Nhạc tỏa sáng, nhìn về phía thánh địa Hoàng Đình, quả nhiên thấy thấp thoáng một chiếc chuông lớn vô hình đang chuyển động. Văn lý trên thân chuông hình thành nghìn vạn đại đạo, nhìn qua giống như vạn đạo lai chiều. Đột nhiên bên tai Trung Nhạc vang lên tiếng chuông, da đầu của hắn tê dần, tiên thiên thần ngữ thoát ra khỏi miệng. Con thuyền vèo một cái ẩn mình vào trong hư không, lướt đi trong vô số không gian. Phía sau con thuyền, không gian nổ tanh tách, bị tiếng chuông đó chấn động đến tan rã. Tiếng chuông cuồn cuộn đi tới đâu, chư thiên tỏa sáng như minh châu, uy năng hủy diệt nhằm thẳng con thuyền nghìn cánh mà lao tới. Ánh mắt của Trung Nhạc đã động tới chư thiên thần đạo chung, dẫn tới cảm ứng của linh trong chiếc chuông này, gây nên một luồng uy năng. Nếu không phải Trung Nhạc phản ứng nhanh điều khiển con thuyền tránh đi thì chỉ sợ họ đã tan thành cho bụi cả rồi. Đó là đế uy, uy năng của đế binh, lẽ nào họ lại kháng cự nổi sao? Con thuyền cổ tránh được uy năng của đế binh, nháy mắt đi qua vô số không gian. Đột nhiên uỳnh một tiếng, con thuyền đột phá bức vách không gian, tới một khoảng không gian tĩnh lặng vô cùng. Nghìn đôi cánh của con thuyền liên tục đập mạnh. Trung Nhạc và Phù Kỳ Chi cùng Hỗn Độn Vũ ở trên thuyền ánh mắt đều sững sờ nhìn cảnh tượng phía trước. Trong không gian này không có bất cứ sinh linh nào, không có bất cứ vật thể nào, không có các vì sao, không có mặt trời, không có nước, cũng không có lục địa, chỉ
chỉ có các linh hồn khổng lồ, vô số linh hồn vĩ đại phát ra ánh sáng vô cùng tận, chiếu sáng không gian thần bí này. Có linh hồn đang ngủ, có linh hồn đang khô héo, có linh hồn xung quanh là tế tự chi lực của hạ giới. Vô số linh hồn cứ viêu giật trong không gian tĩnh lặng, bay lướt qua con thuyền cổ. Đây chính là hư không giới. Uỳnh uỳnh. Rồi con thuyền cổ bị một luồng năng lượng lớn áp chế, bị đẩy ra khỏi hư không giới, trở lại tử vi tinh vực. Ở phía sau, uy năng của chư thiên thần đạo chung mất đi cảm ứng với họ, uy năng tiêu tan, không truy sát tới nữa. Thật kỳ lạ, tại sao thần đạo chung đột nhiên lại chấn động vậy? Trong hoàng đình thị, các vị thần nhân đi ra nhìn quanh, lập tức có hàng ngàn vạn đạo thần thông chiếu rọi bốn phương tám hướng. Con thuyền cổ của Trung Nhạc ẩn mình trong không gian, liên tục di chuyển, không bị những vị thần nhân kia phát hiện ra. Con thuyền này có thể vào hư không giới sao? Phù Kỳ Chi chấn động kêu lên. Chúng ta có thể dùng nó để vào hư không giới, gặp các vị liệt tổ liệt tông phục khí thí. Có lẽ không được đâu. Trung Nhạc lắc đầu nói. Vừa giờ chúng ta chỉ là vô tình đi vào, không thể dừng lại trong hư không giới. Vào hư không giới có lẽ không thể đem vật chất được. Có vật chất là sẽ bị đẩy ra. Phù Kỳ Chi khựng người gật đầu. Vừa rồi họ dựa vào quán tính của con thuyền vào trong hư không giới, nhưng lại bị đẩy ra. Rõ ràng Trung Nhạc đã nói đúng, có vật chất là không thể vào trong hư không giới được. Sớm muộn gì chúng ta cũng sẽ vào trong hư không giới, sớm muộn gì cũng sẽ gặp liệt tổ liệt tông của Phục Kỳ Thí. Trung Nhạc khít sâu một hơi, ánh mắt lóe tinh quang. Nhưng không phải bây giờ, không biết con thuyền này có thể xuyên qua chiếc chuông kia vào Hoàng Đình Thánh Địa hay không. Chư thiên thần đạo chung bao trùm Hoàng Đình Thánh Địa, muốn vào trong không hề dễ dàng. Tuy con thuyền nghìn cánh này là dị bảo do các cổ thần vương tạo ra để vào đạo giới, nhưng dù sao nó cũng đã cũ nát, có xuyên qua được chư thiên thần đạo chung hay không thì hắn không tự tin. Kỳ lạ một điều, chư thiên thần đạo chung là đế binh, đế binh sẽ không phải lúc nào cũng duy trì toàn bộ uy năng. Ví dụ như cây phủ tăng thần thụ của Hỗn Độn Vũ cũng là đế binh, bình thường chỉ là một cành cây, chỉ khi gặp nguy hiểm mới bùng phát uy năng, biến thành thần thụ đỉnh thiên lập địa. Còn uy năng của chư thiên thần đạo chung đã hồi phục hoàn toàn, điều này không đúng với lẽ thường. Hoàng Đình Thế rốt cuộc muốn làm gì đây? Thần nhãn của Trung Nhạc vẫn nhìn về phía tòa thánh địa Hoàng Đình Thị. Hoàng Đình Thị thực sự quá gần Chấn Thiên Quan. Khoảng cách gần như vậy, nếu đột nhiên Hoàng Đình Thị tấn công Chấn Thiên Quan thì e rằng là Lũy Bích Quan và Ngự Thiện Quan đều không kịp chi viện. Dù sao đó cũng là một đế tộc có đế binh và đế linh. Hơn nữa Thái Đình Thị và Hoàng Đình Thị lại là chủng tộc huynh đệ. Tâm cảnh của Trung Nhạc nặng nề. Thất đế đoạt vận, Hoàng Đình Thị rốt cuộc đứng về bên nào? Đột nhiên tim hắn giật thót, nhìn thấy một tòa thánh địa của Hoàng Đình Thị, hàng nghìn tòa cung điện giống như thiên cung. Trên những tòa đại điện này thậm chí còn thấy rất nhiều đồ đằng văn lý quen thuộc. Đồ đằng văn lý chỉ phục khi thần tộc mới có. Mảnh vỡ thiên đình thời đại địa kỷ. Trung Nhạc kinh ngạc, đế tinh của thời đại địa kỷ vỡ thành các thiên hà chi châu, thiên đình cũng vỡ theo. Mảnh vỡ thiên đình không có tung tích, không ngờ một mảnh lại rơi vào trong Hoàng Đình Thị, biến thành một tòa thánh địa của Hoàng Đình Thị. Trung Nhạc đột nhiên nói: Tân Hóa, ngươi điều khiển nhục thân của ta thi triển Tam Mục Thiên Đồng Phá Vọng Thiên Kinh, tìm tung tích của Phù Lê và Bệnh Án. Tân Hóa nghe vậy lập tức tiếp quản nhục thân của Trung Nhạc. Thần nhãn trên mi tâm sáng gấp tỷ lần, thần quang lóe lên chiếu sáng tầng tầng không gian, chiếu rọi mọi bí mật. Cách tầng tầng không gian và tầng mây, mọi thứ trong Hoàng Đình Thị đều được Tân Hóa nhìn thấy rõ ràng. Tam Mục Thiên Đồng Phá Vọng Thiên Kinh là tuyệt học của Hy Hạo Đế, thiên đế đời thứ 9 của Phục Khi Thị, có tiếng là phá mọi hư ảo. Nói đơn giản là nhìn thấu mọi bí mật, nhìn ai người đó chết. Tân Hỏa ngủ vùi khi Hy Hạo Đế tại vị, hắn có công pháp Tam Mục Thiên Đồng Phá Vọng Thiên Kinh hoàn chỉnh. Tam Mục Thiên Đồng của Phong Trấn Lão Tổ không hoàn chỉnh, nhưng đủ để hắn luyện tới đế cảnh. Còn Tân Hỏa có Tam Mục Thiên Đồng hoàn chỉnh, hơn nữa là lĩnh ngộ đế cấp, tương đương với đích thân Hy Hạo Đế thi triển ra. Cho dù Hy Hạo Đế chỉ là chân thần cảnh thì cũng không hề tầm thường. Trước ánh nhìn của Tân Hỏa, tuyệt đại đa số phong ấn, phong cấm, trận pháp của Hoàng Đình Thị đều biến thành các tầng lưới. Mọi thứ bên trong đều trở nên rõ ràng, không còn thứ gì là bí mật nữa. Thậm chí ngay cả cung điện huy hoàng dưới sự chiếu rọi của thần quang trong mắt Tân Hỏa cũng trở thành trong suốt. Trung Nhạc nhìn qua thần nhãn của mình tìm kiếm Phù Lê, đột nhiên tim đập mạnh kêu lên. Đó là Vũ Lâm Quân và Thiên Hà Thủy Sư, còn có Bàn Hoạch Thủy Sư.
Qua tam mục thiên đồng mà Tân Hỏa thi triển, hắn nhìn thấy rõ ràng trong các cung điện, thiên đình, tiền triều ẩn chứa hàng nghìn vạn thần ma. Thiên hà thủy sư của thiên đình và các con thuyền chiến được chuyển vào trong những cung điện này, còn cả vô số điều dực thần vũ của Vũ Lâm Quân. Ngoài ra còn có bàn hoạch thủy sư. Bàn hoạch thủy sư rất dễ để nhận ra. Bàn hoạch thị có ba đầu ba mắt, trong mắt là một vầng trăng sáng. Trong hàng vạn cung điện, bàn hoạch thủy sư, thiên hà thủy sư và Vũ Lâm Quân đang lặng lẽ tiềm phục. Hoàng Đình Thị và thiên đình liên thủ, hoặc có thể nói là Hoàng Đình Thị đầu quân cho đế minh thiên đế rồi. Tim Trung Nhạc trùng xuống, Hoàng Đình Thị đầu quân cho đế minh thiên đế cũng có thể hiểu được, nhưng nằm ngoài dự liệu của hắn. Nhưng thiên hà thủy sư, bàn hoạch thủy sư và Vũ Lâm Quân bất chi bất giác đã tới Hoàng Đình Thị, ngay chút thông tin cũng không có. Tử Quang Quân Vương nắm giữ tình báo của Tiên Thiên Cung, làm thế nào vậy? Mấy nhánh địa quân này đều sắp tới cửa Chấn Thiên Quan ta rồi mà hắn không có chút thông tin gì. Lẽ nào Chấn Thiên Quan đã bị thiên đình nhìn thấu hết rồi sao? Trung Nhạc định thần lại, cũng may lần này hắn tới Hoàng Đình Thị, nếu không e là đến khi ba đại quân này tới cửa Chấn Thiên Quan thì hắn mới biết. Hắn tiếp tục tìm kiếm Phủ Lê, không lâu sau cuối cùng cũng thấy hắn trong một tòa lao ngục. Phủ Lê lúc này bị treo trong ngục, bên ngoài có rất nhiều cường giả canh giữ. Tòa lao ngục này có lẽ từng là thiên lao của thiên đình thời kỳ địa kỷ giam cầm trọng phạm, chỉ là Tiểu A Hoa Bệ Ngạn thì không có ở trong đấy. Trung Nhạc tìm một lượt thiên lao nhưng không thấy bóng dáng Bệ Ngạn đâu nữa. Tân Hỏa giờ ánh mắt tiếp tục nhìn quanh, mục lực của tam mục thiên đồng quét qua chi thiên thần đạo chung không đồng tới cảm ứng của nó. Kỹ xảo của Tân Hỏa rõ ràng cao thâm hơn Trung Nhạc rất nhiều, ngay cả linh của chiếc chuông kia cũng không phát hiện được dị thường. Đột nhiên tim Trung Nhạc trùng xuống, hắn thấy Tiểu A Hoa Bệ Ngạn trong một tòa thánh điện. Đứa nhỏ mập mạp lúc này đang ngồi trong một chiếc đại đỉnh, phía dưới là một cái lò lớn, trong lò là thần hỏa đang rừng rực cháy. Trên đại đỉnh là trùng trùng phong ấn, đang có mấy vị thần ma Hoàng Đình Thị vận chuyển thần dược nhiều như ngọn núi nhét vào trong đỉnh. Bệ Ngạn ngồi trong núi thần dược, mặt bất lực, cầm các cây linh dược nhét vào mồm nhai, không biết đang nói cái gì. Bên cạnh cái lò, mấy vị lão giả Hoàng Đình Thị đang thổi lửa, đánh giá các đạo ấn pháp, rõ ràng là muốn luyện chế cả đứa nhỏ và thần dược thành linh đan. Mấy vị lão giả đều là đế cấp, có lẽ là tộc lão của Hoàng Đình Thị. Tân Hỏa di chuyển thần nhãn, Trung Nhạc lại thấy trong một tòa thánh điện khác, thống soái Thiên Hà Thủy Sư, Lâu Chính Sư đang cùng mấy vị cường giả cường hãn tới mức đáng sợ ngồi thương nghị điều gì đấy. Bên cạnh Lâu Chính Sư là bàn kê tộc trưởng Bàn Hoạch Thị, bên cạnh bàn kê là Tuế Kinh Hồng, thống soái Vũ Lâm Quân, cũng là một vị đế quân đỉnh phong. Trên chính tọa có lẽ là tộc trưởng Bàn Hoạch Thị, Đình Đạo Cực. Phía sau Đình Đạo Cực là hai vị thần ma, một già một trẻ. Thần ma tuổi trẻ dường như có cảm ứng, đột nhiên ngẩng lên nhìn về hướng của Trung Nhạc. Trung Nhạc giật mình, vội vàng nói: "Tân Hỏa, mau nhắm mắt lại." Tân Hỏa nhắm mắt thần nhãn lại, vị thần ma trẻ tuổi kia nhìn quanh không thấy thứ gì, trong lòng càng ngạc nhiên. Trong thánh địa, Đình Đạo Cực cười nói: "Phong Sầm, sao đột nhiên lại nhìn quanh vậy? Có thứ gì đó trong hư không đang nhìn lén chúng ta?" Vị thần ma trẻ tuổi Phong Sầm đột nhiên mở con mắt trên mi tâm: "Để ta dùng tam mục thiên đồng nhìn xem sao." "Tam mục thiên đồng ư?" Lâu Chính Sư ngạc nhiên: "Đó là tuyệt học của Phục Hy thị Tiền Triều, nghe nói chỉ Phục Hy mới luyện thành được, tại sao Hoàng Đình Thị cũng tu luyện được vậy?" Hoàng Đạo Cực vuốt râu cười nói: "Lâu sư huynh không biết đó thôi. Hoàng Đình Thị ta năm xưa dẹp phản loạn Phục Hy thị, từng thu thập được không ít thần huyết Phục Hy thị, giờ vẫn còn huyết trì của Phục Hy thị. Con ta Phong Sầm thiên tư tuyệt đại, luyện hóa Phục Hy thần huyết luyện vào con mắt của mình, cuối cùng cũng tu thành tam mục thiên đồng." "Thì ra là vậy." Lâu Chính Sư thán phục nói: "Năm đấy Phục Hy thị làm loạn, Hoàng Đình Thị cũng là chủ lực, xuất hiện rất nhiều vị hy sinh nhiệt huyết vì thời đại thần kỳ ta. Phong Sầm tiểu hữu à, người thấy được gì vậy?" Phong Sầm lắc đầu: "Kẻ vừa rồi nhìn chúng ta đã đi rồi, ta không tìm được hắn." Lâu Chính Sư ngạc nhiên: "Lẽ nào là cường giả Chấn Thiên Quan tới thăm dò Hoàng Đình Thị sao?" "Chấn Thiên Quan có người cỡ đó sao?" Đình Phong Sầm cười nói: "Chấn Thiên Quan chẳng qua chỉ là một lụn đất nhỏ ở trước mặt Hoàng Đình Thị ta mà thôi, lúc nào cũng có thể săn bằng." Lâu Chính Sư nhíu mày: "Không thể coi thường Dịch Quân Vương, thực lực của hắn..." Đình Phong Sầm cười lắc đầu: "Lâu sư bá, bá không biết uy năng của tam mục thiên đồng,
Còn mắt này của ta nhìn ai là kẻ đó chết. Ta tu vi thần hoàng, đến khi đại quân chúng ta thế tấn chân quan, gọi tên dịch quân vương đó ra, ta nhìn hắn một cái sẽ khiến cho hắn không kịp trở tay, lập tức hồn tiêu phách tán kìa. Lô chính sư thấy hắn nói ngông cuồng, tim kẽ động, cười nói: ta gọi một vị tạo vật chủ tới, nếu ngươi dùng thần nhãn gây thương thế cho hắn được thì ta tự nhận ngươi có bản lĩnh đấy. Tịnh bá công, ngươi vào đây. Một vị tạo vật chủ của thiên hà thủy sư bước vào, cúi người nói: lầu thống soái có gì dặn dò? Lâu chính sư cười: ngươi đứng yên tại đó để phong sầm tiểu hữu nhìn ngươi, để xem uy năng của tam mục thiên đồng của hắn. Tịnh bá công nhận lệnh, đứng đó không động đậy. Ta có thể dùng tới động thiên không? Lâu chính sư nhìn Đình Phong Sầm, Đình Phong Sầm gật đầu. Lâu chính sư cười nói: có thể. Tịnh bá công thân mình hơi run lên, quanh người lập tức xuất hiện một mảng động thiên rộng lớn. Thấy động thiên mưa liên miên mù mịt bao trùm bán kính trăm vạn dặm. Mưa đó không phải là mưa thường, mà là do đại đạo của hắn biến thành, đó là âm vũ động thiên của hắn. Trong động thiên chứa năng lượng phi phàm. Đình Phong Sầm thi triển tam mục thiên đồng, đột nhiên ba đạo thần quang bắn ra, oanh một tiếng, âm vũ động thiên của Tịnh Bá Công bị đạo thần quang tạo ra từ ba đạo thần quang kia cuốn vào nhau xuyên qua, một thân hình khổng lồ bay ngược ra sau. Lại oanh một tiếng nữa, Tịnh Bá Công đập lên tường thành thánh điện. Tịnh Bá Công nửa ngồi nửa quỳ dưới đất, thổ huyết hùng ngọc, ngực bị xuyên một lỗ lớn, trong lòng không khỏi kinh hãi. Đúng là lợi hại. Lâu chính sư, Bản Kê và Tuế Kinh Hồng đều kinh thán. Tuế Kinh Hồng thở ra một hơi khí đục tán thưởng: không hổ là công pháp thần thông do địa hoàng thời đại địa kỷ sáng tạo, tam mục thiên đồng đúng là lợi hại, đúng là có uy năng, nhìn ai nấy chết. Đình Phong Sầm nhắm thần nhãn lại cười nói: ta đã thử qua một chút, uy lực của tam mục thiên đồng vẫn có thể mạnh hơn nữa, hơn nữa còn không có thần quang dị tướng như là vừa rồi. Thần quang của tam mục thiên đồng có thể xuyên qua không gian, trực tiếp kích sát nguyên thần của đối phương. Lâu sư bá, ta có thể giết dịch quân vương không? Lâu chính sư gật đầu tán thưởng: đủ để giết hắn rồi. Bao giờ tới chấn thiên quan, khi dịch quân vương ra ngoài, người sẽ nhìn hắn một cái cho chết hắn đi. Chỉ cần dịch quân vương chết đi thì chấn thiên quan nằm gọn trong lòng bàn tay. Cho dù không nhìn chết được hắn thì chúng ta cũng không có tổn thất gì cả. Tất cả cùng nhìn nhau cười ha hả.